này. Cướp. 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 Ý mày sao? Mày tính làm anh hùng hả? Đây là tài sản của chị, tôi lấy từ tay bọn cướp về. Cảm ơn chủ. Chị kiểm tra coi có mất mát gì không. Mày không có mất gì hả chủ? Cảm ơn chủ. Cảm ơn chủ nhiều. Thôi, cảm ơn. Mình đi chỗ kiểm tra. Dạ.